Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, càng cần tới ngày bầu cử, nỗi lo về tính mạng của mình. Sau hai lần bị ám sát hụt, càng được cựu Tổng thống Donald Trump tỏ rõ. Cụ thể trước đó, ông Trump từng chia sẻ trên mạng xã hội chút sổ của ông rằng có những mối đe dọa lớn đối với tính mạng của ông liên quan tới yêu cầu trên tổng thống mỹ joe biden cùng ngày tuyên bố đã chỉ đạo chính quyền bảo vệ vị cựu tổng thống này như thể ông là một tổng thống đương nhiệm tổng thống biden cho rằng cơ quan mật vụ mỹ nên tôn trọng yêu cầu của ông trump về việc được bảo vệ bằng các phương tiện quân sự trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử nếu việc này không vượt quá yêu cầu được bảo vệ như đối với một tổng thống đương nhiệm trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần này cho tới nay ông Trump đã hai lần bị ám sát hụt. Hồi giữa tháng 7 năm nay, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Chỉ hai tháng sau, vào chiều ngày 15 tháng 9, trong khi chơi golf ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, ông lại trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác. Kết quả một cuộc thăm dò mới do báo The New York Times, Đại học Siena công bố ngày 10 tháng 10 cho thấy, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida. Phóng viên tại Mỹ dẫn nhận định của các chuyên gia cho biết, kết quả trên cho thấy khả năng lớn Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát thượng viện từ tay Đảng Dân chủ trong mùa thu này. Hiện tại, Đảng Dân chủ đang nắm giữ đa số 51 ghế tại thượng viện. Tuy nhiên, việc Thượng nghị sĩ Joe Manchin bang West Virginia quyết định không tái tranh cử đã khiến Đảng Dân Chủ đối mặt với nguy cơ mất thêm ghế. Hy vọng duy nhất của họ là duy trì vị thế cân bằng 50-50. Thượng nghị sĩ John Tester của bang Montana, một trong những đảng viên dân chủ gặp khó khăn nhất, đang tụt lại phía sau đối thủ Đảng Cộng Hòa, Tim Sheehy, một doanh nhân giàu có và cựu lính đặc nhiệm hải quân siêu, với tỷ lệ 52% so với 44% bang Montana với dân số khoảng 1,1 triệu người đã chứng kiến lượng tiền khổng lồ đổ vào cuộc đua tranh cử vào Thượng viện năm nay. Theo Ad Impact, hơn 265 triệu đô la Mỹ đã được chi cho quảng cáo trên truyền hình liên quan đến cuộc đua này. Tại Montana, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Harris với cách biệt lớn 57% so với 40%. Điều này tương tự như lợi thế của Thống đốc Greg Giant Forte của Đảng Cộng Hòa trước đối thủ dân chủ Ryan Brucey 57%, 35%. Tại Texas, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đối thủ dân chủ Colin Alfred với tỷ lệ 48% so với 44%. Tại Florida, Thượng nghị sĩ Rick Scott của Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đối thủ Debbie Mukasell Power của Đảng Dân Chủ với tỷ lệ 49%, 40%. Còn chưa đầy 4 tuần nữa đến ngày bầu cử, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nỗ lực chạy nước rút, còn cựu Tổng thống Donald Trump áp dụng chiến thuật phi truyền thống. Theo đài NBC News, lịch trình trong những tuần tới của ứng viên Cộng hòa Donald Trump bao gồm các sự kiện ở bang Colorado, California, Illinois và New York. Đây là những bang Tổng thống Joe Biden thắng với tỷ lệ cách biệt trung bình 20% trong cuộc bầu cử năm 2020. Đáng chú ý, ông Trump sẽ tổ chức meeting ở Madison Square Garden, sân vận động đa năng của thành phố New York, bang New York. Việc ông Trump quyết định áp dụng chiến thuật phá cách được thực hiện khi nhiều khả năng cuộc đua năm nay sẽ được quyết định ở các bang chiến địa như Georgia, Pennsylvania, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Michigan. Chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa Matthew Perez phân tích, ông ấy muốn tổ chức những cuộc meeting thu hút sự chú ý và tạo nên không khí đặc biệt. Ông Perez gọi ông Trump là ứng viên phi truyền thống nhất lịch sử hiện đại, đồng nghĩa chiến lược ngoài kịch bản có thể mang lại một số lợi thế cho cựu tổng thống. Trong khi đó, sau nhiều tuần hầu như không phỏng vấn với giới truyền thông, bà Harris đã bắt đầu tham gia các sự kiện và trả lời các báo đài có khuynh hướng ủng hộ đảng Dân Chủ. Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn của đài CBS News, Phó Tổng thống hầu như liên tục xuất hiện trên các chương trình, từ podcast đến các cuộc trò chuyện với nữ diễn viên gạo cội của Hollywood, bà Whoopi Goldberg và người dẫn chương trình Stephen Goldberg. Nhưng gì diễn ra là một phần của chiến thuật mới do chiến dịch tranh cử của bà Harris triển khai, đặc biệt nhắm vào những nhóm cử tri cụ thể như thanh niên, phụ nữ trẻ và những cử tri tiềm năng từ lâu không còn quan tâm đến các kênh truyền thông chính thống. Cập nhật những diễn biến nóng xoay quanh cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, cuộc thăm dò mới nhất của Economist Jugov công bố ngày 10 tháng 10 cho thấy, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhận được 49% sự ủng hộ so với 45% của ông Donald Trump, trong khi 4% cử tri chưa chắc chắn. Như vậy, bà Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump với các biệt 4 điểm trong số các cử tri tiềm năng. Về các vấn đề chính mà cử tri quan tâm, 22% cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất, 14% nhấn mạnh việc làm và kinh tế, 13% quan tâm đến vấn đề nhập cư và 11% quan tâm đến chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama đang tích cực tham gia chiến dịch tranh cử để hỗ trợ Phó Tổng thống Kamala Harris, thống đốc Tim Watt và các ứng cử viên đảng Dân Chủ trên toàn quốc giành chiến thắng ông Obama đã trực tiếp tham gia vận động tranh cử khi đảng Dân Chủ tìm cách củng cố cơ sở của họ trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới, bắt đầu bằng một sự kiện ở Pittsburgh, bang Pennsylvania vào tối ngày mùng 10 tháng 10. Cuộc đua Tổng thống đang diễn ra sát sao tại đây, cũng như một cuộc đua vào Thượng viện giữa Thượng nghị sĩ Bob Casey thuộc đảng Dân Chủ và ứng cử viên Dan McCormick của đảng Cộng Hòa. Việc cựu Tổng thống Obama bắt đầu chiến dịch ở Pennsylvania, nơi chôn nhau cắt rốn của Tổng thống Joe Biden, nhấn mạnh nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm bảo vệ các bang chiến địa chủ chốt như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, một động thái nhằm thu hút thêm cử tri của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt thuế thu nhập đối với người Mỹ sống ở nước ngoài. Theo Bloomberg, lời cam kết tranh cử của cựu Tổng thống Trump có thể đơn giản hóa nghĩa vụ thuế cho khoảng 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài. Trong thông điệp tới những cử tri đang sống ở nước ngoài, ông Trump cho biết Tôi ủng hộ việc loại bỏ thuế hai lần đối với người Mỹ ở nước ngoài. Chúng ta hãy cùng nhau đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Hãy đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Kế hoạch của cựu Tổng thống Trump tuyên bố trên có thể cho phép những người dân Mỹ giàu có chuyển đến các quốc gia có mức thuế thấp và tránh mọi nghĩa vụ thuế đối với chính phủ Mỹ. Cam kết miễn thuế cho người Mỹ ở nước ngoài là lời hứa mới nhất trong một loạt kế hoạch của ông Trump nhằm cắt giảm hóa đơn thuế cá nhân. Trước đó, cựu Tổng thống Trump cũng đã đưa ra phương án miễn thuế cho tiền tiếp tiền làm thêm giờ và các phúc lợi an sinh xã hội. Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Tân Hoa Xá đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9 tháng 10 tuyên bố Moscow đang nắm giữ bằng chứng về sự dính líu của Mỹ và Anh trong vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Nord Stream hồi năm 2022. Theo bà Zakharova, Nga sẽ công bố các bằng chứng dựa trên tính thực tiễn và diễn biến của tình hình điều tra sự cố. Bà cũng cho biết Moscow đã nhiều lần đề nghị hợp tác với các bên liên quan trong cuộc điều tra nhưng không nhận được phản hồi. Trước đó, ông Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga, đã cáo buộc Mỹ và Anh trực tiếp dính líu tới vụ nổ Nord Stream.